thì trên bệnh lý trên lâm sàng thì bệnh lý cơ động mạch thường sẽ có hai loại nguy hiểm đến mạng nhiều nhất, đó là bệnh lý cơ động mạch vành và động mạch não. Thì giờ em sẽ nói về bệnh cơ động mạch vành. Trên lâm sàng á, bệnh cơ động mạch vành thường gọi là hội chứng vành cấp, tên tiếng Anh là acute coronary syndrome. Thường hay có hai loại, đó là tổn thương thực thể và không tổn thương thực thể. Bệnh cơ dù là loại nào á, thì bệnh nhân cũng phải có cân đo thắt ngực điển hình. Cơn đau thắt ngực thì sẽ chia thành hai loại, đó là ổn định và không ổn định. Cơn đau thắt ngực ổn định đó thì sẽ xuất hiện khi gắng sức, giảm khi nghỉ ngơi hoặc ngậm nitrat. Cơn đau thắt ngực không ổn định đó thì sẽ xuất hiện khi bệnh nhân nghỉ ngơi, giảm khi ngậm nitrat thì sẽ không giảm hoặc giảm một chút xíu rồi sẽ hết. Khi nghỉ ngơi cũng không 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 giảm. Chẩn đoán thì chúng ta cần có phải có điện tâm đồ, men tim, siêu âm, MRI, Bar Tesla, FSCT 640 và chuẩn bị tinh thần đưa vào cách lấy thông tin.